Cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không sẽ không lớn nổi thành người. Trình Thánh, con xin lạy ngài ngài độ trì cho đoàn con được sáng, con người được tươi, con của đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân một lòng trên theo Phật, thật tâm theo Đảng và chính quyền. Con xin lạy các ngài. Hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Đền bản phổ sau độ cho đoàn con. Trời này, Phật này, cha này, mẹ này, vô này, mẫu này, chúa này, chầu con tôn chư pháp mười phương chư tăng vạn bãi muôn linh. Con thỉnh mẫu thiên y bồ tát, con lạy mẫu bà quân cát thôn quê, con thỉnh mẫu đệ nhất hoàng thiên, con thỉnh mẫu đệ nhị trên thượng ngàn, con thỉnh mẫu đệ tam thoải cung, lạy mẫu đệ tứ khâm sai quyền cai trong hàng bốn phủ, con lạy các bóng các giá các tòa, ơn nhờ Phật thánh tiên công, ơn nhờ cha mẹ vô mẫu chúa chầu, ơn nhờ đình thần tam tứ phủ độ chỗ trước thủ nhang đồng điện con. Cùng với cơ cánh cũng là đội văn nghệ, thể dục thể thao, đại đoàn kết, toàn dân tuần la. Ăn cây nào biết rào cây đấy, uống nước lại nhớ cội nguồn, ăn quả nhớ các ngài trồng cây. Vun rồng cho đội văn nghệ chúng con được thành đại phúc Như Lai. Ngày hôm nay chuẩn bị đón bằng bản điện Phúc Lộc Linh, đón bằng bảo trợ của Liên hiệp các hội UESCO Việt Nam. Mà đoàn chúng con có một ni một nai nễ bạc tâm thành hoa thơm quả ngọt để dành cho đời sau các gia. A Di Đà Phật, là cả đoàn chúng con để trước về trình Phật Thánh, sau về tại trình Đức Vua Cha và tạ ơn tứ phủ chầu bà, hội đồng quan lớn để tạ tòa Sơn Trang. Trình lên thập nhị các quan hoàng 12 cô tiên ức ảnh bóng dáng đồng mùng 9 tháng 10 năm Đinh Dậu tại bản điện Phúc Lộc Linh, độ cho già thì khỏe, trẻ thì được bình an. Đảng chính quyền thôn quê bản hạt cũng như trưởng phó các ban ngành để cùng với đoàn đưa dân thôn bản hạt chúng con được sáng con người, được tươi con của, được vui trong vui ra, vui xa vui về. A Di Đà Phật, sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống bình an. Con xin các quan chứng tâm ban tài cho đoàn văn nghệ, đại đoàn kết toàn dân. Con tạ ơn Phật Thánh. A Di Đà Phật, để cảm ơn trưởng ban, phó ban, cũng là có lời trân trọng cảm ơn đảng chính quyền thôn Tuần La cùng các ban ngành đã nhất một lòng tòng một đạo để đưa đội văn nghệ chúng con lên được ngày hôm nay, cầu được như ý, sở nguyện tòng tâm. Con tạ ơn các ngài độ trì từ nay trở đi, từ chi ứng hậu, già được khỏe mà trẻ thì được bình an, trên bảo dưới nghe, trên đe dưới sợ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cho đảo tất thông, cho cầu tất ứng. A Di Đà Phật. Tạ ơn Di Đà Phật. Cảm ơn ông đại diện cho đoàn.
là ông Ngô Văn Sùng. Cảm ơn ông. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc
tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể các bà con, cô bác có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại điện Phúc Lộc Linh của nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The. Lời đầu tiên cho phép được thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bà con, cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất trong đêm giao lưu văn nghệ chào mừng đón bằng bảo trợ của Liên Hiệp Hội UNESCO. Xin nhiệt nhiệt chào mừng. Chúc đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ đón bằng bảo trợ Điện Phúc Lộc Linh do Liên Hợp Hội Hiệp Hội UNESCO trao tặng là khu văn hóa tâm linh có ý nghĩa giáo dục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúc buổi lễ và buổi giao lưu văn nghệ thành công rực rỡ. Xin bà con một trận. Vậy, xin quý vị đại biểu cùng bà con cô bác một tràng pháo tay để chào mừng một lần nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị, hôm nay nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào đón bằng bảo trợ do Liên Hiệp Hội UNESCO trao tặng cho nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The, đó là niềm vui, niềm tự hào, cũng là sự động viên khích lệ to lớn không chỉ đối với nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The, còn là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân thôn nhà. Kính thưa các vị, lễ chào đón sự kiện trọng đại này, ban tổ chức chúng tôi cùng đội văn nghệ toàn dân thôn nhà xin gửi tới quý vị một chương trình văn nghệ giao lưu để mang chủ đề quê hương và đất nước đặc sắc và hấp dẫn. Xin quý vị một tràng pháo tay. Và để chào mừng cho lễ đón nhận bằng bảo trợ của Liên Hiệp Hội UNESCO trao tặng cho đồng thầy Trần Thị The tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức đội văn nghệ thể dục thể thao đại đoàn kết toàn dân thôn nhà biểu diễn thể dục nhịp điệu biết đâu nguồn cội. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức. Và lăn theo gót ai, tôi vui trời giữa
con sông là quán trò và trăng tên Lãng Dù. Theo gót thai, tôi vui trời giữa đời.
tôi tu bóng thôi. Tôi vui chơi giữa đời ơi, à biết đâu muộn rồi. Tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Vâng, để tiếp theo chương trình đêm vui ngày nghệ văn nghệ tối ngày hôm nay, các cụ đội văn nghệ đội đoàn kết toàn dân thôn nhà xin gửi tới quý vị một bài đồng ca mang tên bài ca người cao tuổi. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe. Rất vinh dự là hôm nay được về đón nhận bằng bảo trợ của điện Lộc Ninh. Chúng tôi một khách hàng từ Bắc Linh, rất vinh dự được hôm nay được đón nhận buổi lễ hôm nay và được xem biểu diễn của quý đoàn. Xin chúc mừng và được có nắng hoa để xin tặng đoàn. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và cũng thay mặt cho đoàn văn nghệ đội đoàn kết thân nhà xin gửi tới gia đình lời chúc sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn.
Vâng, vừa rồi quý vị và các bà con cô bác đã được nghe lời hát của đội văn nghệ đội đoàn kết toàn dân thôn nhà thể hiện bài hát bài ca người cao tuổi. Và để tiếp theo chương trình buổi tối đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức câu lạc bộ Hội Phụ Nữ Thôn Đào Xá, Đỗ Xá, xã Quỳnh Phú với bài hát Khách Đến Chơi Nhà. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe. Yeah.
Vừa rồi quý vị được nghe tiếng hát của các cô trong hội phụ nữ thôn Đỗ Xá, xã Quỳnh Phú biểu diễn bài Khách Đến Chơi Nhà. Xin quý vị một tràng pháo tay. Hello. Cho các cô được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bác cùng các cô thưởng thức bài hát Tìm Em Trong Chiều Hội Lim do chú Nguyễn Hello. Tiền và Hello. Cô Bích Hợi trình bày. Xin quý vị và các bạn thưởng thức. Vâng, để tiếp theo chương trình Đêm Vui Văn Nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng các bà con, cô bác đón xem bài múa Múa Xòe Tây Bắc do đội văn nghệ Đại Đoàn Kết Toàn Dân Thôn Nhà trình bày. Xin quý vị và các bạn thưởng thức. Son na, son na, son na, do do.
toàn dân một lòng thi đua, toàn 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 đô toàn 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 đô đến đô đến đô mỹ thì đến đô đến mỹ đến đô là sẽ đô là toàn là sẽ đô là toàn mỹ à toàn mỹ toàn mỹ toàn na toàn na toàn na đô đô toàn 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 đô toàn 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 đô toàn đô đấy đô mỹ gì đấy.
sạp đấy nhá. Ra là múa sạp đấy. Vừa rồi quý vị và các bạn được đón xem điệu múa Múa Xòe Tây Bắc do đội văn nghệ Đại Đoàn Kết Toàn Dân Thôn Nhà thực hiện. Để tiếp theo chương trình, đội văn nghệ Toàn Dân Thôn Nhà xin biểu diễn điệu múa Múa Sạp Tây Bắc. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức.
Vâng. Vừa rồi quý vị được xem đội múa của đội đoàn kết toàn dân thôn nhà. Toàn những các cô, các bác, các chị suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mà hôm nay các quý vị có thấy các bà nhảy có dẻo không ạ? Có thì xin một tràng pháo tay được không? Vâng, và rất xin cảm ơn. Thế nhưng mà vẫn còn một cái gì nó thiếu thiếu. Bởi vì hôm nay là toàn các cô, các bác trong đội văn nghệ toàn dân thôn nhà biểu diễn, nhưng mà thấy những đức phu quân không nên tặng những bông hoa tươi thắm cho các cô, các bác. Thì thôi thì tôi thay mặt cho những người làm chương trình xin khất các cô, các bác. Thôi để đêm hôm nay về các bức đức mạnh thường quân của các cô, các bác rồi tặng cho các cô sau nhé. Để tiếp theo chương trình buổi tối đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng các bạn đón nghe bài hát quan họ Buôn Bức Buôn Dầu do ông Nguyễn Tiền trình bày. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức. Buôn bức ý cùng có buôn dầu, buôn điếu ý cùng có đối đầu, buôn đến nô là lòng tay chứ tôi sầu. Còn nhớ ngày đó tôi lên phải đi, mãi có nhớ người lại xa rời. Đi à, lá sầu vàng
đón xem, đón nghe một bài hát được mang tên Đến Hài Hẹn Lại Lên do bác Duy Bình, thành phố Hải Dương trình bày. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe. Thank you.
Vâng. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho chương trình, xin cảm ơn bác rất chi là nhiều. Chúc bác gia đình an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Và để tiếp theo chương trình biểu diễn tối ngày hôm nay, Múa Mừng Tuổi Mẹ do đội văn nghệ họ Trần, xã Trung Kinh thực hiện. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Yeah.
xuân về mẹ đêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mơ con mừng tuổi mẹ. Cảm ơn các cô trong đội văn nghệ họ Trần xã Trung Kênh rất chi là nhiều. Các cô mang một tiết mục rất chi là đặc sắc đến với chương trình ngày hôm nay. Để tiếp theo chương trình đêm văn nghệ hôm nay, đội văn nghệ Đại đoàn kết toàn dân thôn nhà biểu diễn múa quạt lời ca dâng Bác. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chương trình buổi tối ngày hôm nay, bài Lễ Hội Chùa Ta, câu lạc bộ Hội Phụ Nữ thôn Đỗ Xá, xã Quỳnh Phú trình bày. Xin mời quý vị cùng các bạn đón xem. Bao nhớ mà
về đón và chung vui của nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The ngày hôm nay. Múa giá văn cô bé thượng ngàn, quan họ trên thuyền do đội văn nghệ xã Trung Kênh trình bày. Xin mời quý vị thưởng thức và đón nghe. Tiết Đông Thiên lòng thành con bái đạo cũng thính mời cô bé nay đang đợi tiền Ngọc Điền trốn thi môn cô ra vào Ngọc Điền trốn thi môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cung này cô đẹp như thiên nữ giáng trần đấy cô ơi. Xin thay một thu cô bé này bầu trời cảnh vật phóng quang bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua lờ dưới cảnh bầy cầm mà thú đua chơi à, ơi à. Điều sớm chiều ca vang với lệ cô chim bay hấp ngã với mọi nơi cá rêu ngược nước ý ùa bơi vẫy vùng trên rừng tùng gió rung sao sắc thuyền sườn non đá vách treo leo dòng sông thương nước chảy trong veo chảy trong veo thuyền suối bè được ý có tiếng hò hò reo vang lừng nhìn đi đá núi mấy tầng cao ngất thì ngàn cỏ hoa tắm tắm màu xanh ý à ơi à ơi à. Đôi núi càng xinh hoa khỏe sắc thắm ý đua tranh mọi màu liềm thích thú một nghề màu phong cảnh chứ mùi thơm nam thịt thính thích cô ưa cô chơi đồng đăng áo cả sợ trời bài sai đố chiều lục cung đàn ngân đàn ái vốn dòng sơn trang tính cô hay mang trúc mang thang à, 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 à. Chiều quang sáng tỏ lưng trời một bầu xuân sắc tốt tươi dương ra trên làng thành nắm hòa điệu hoa cô bé dạo gót vào ra sớm chiều chiếc lửa bay lặng chiếu đường đèo à, 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 à. Úa tiên tỏa xa soi bên đôi cô đẹp làm sao úa tiên tỏa xa soi bên đôi cô đẹp làm sao anh nghĩ chẳng mơ chiếu soi bên đôi cô mới đẹp làm sao anh nghĩ chẳng mơ chiếu
bên đồi cô đẹp làm sao. Dáng dáng người tiên nữ đang bay về bản điện đấy. Dáng dáng người tiên nữ bay bay về bản điện đấy. Cô đi cô đón má chào, cô về bất chiều sớm chiều cả vàng. Tay khơi biển bạc rừng vàng, cầm cho trăm họ giàu sang đời đời. Cầm cho trăm họ giàu sang đời đời. Dốc dốc theo mặt dốc, băng băng qua đèo đèo còn xa. Dốc dốc theo mặt dốc, băng qua đèo đèo còn xa. Anh đi chẳng mơ chiếu soi bên đồi cô mới đẹp làm sao. Anh chẳng mơ chiếu soi bên đồi cô đẹp làm sao. Cô bé gọi cái rừng, cô bé gọi cái núi. Rừng núi ơi, nghe lời cô bé gọi. Suối trong trong mãi muôn đời, rừng xanh xanh mãi cho đời ấm no. Ơi à, ơi à, mùa xuân về hoa ban nở trắng. Dốc 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 trên giữa núi sau đường đèo đèo thang. Dốc 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 trên giữa núi sau đường đèo đèo đi về. Cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên, dáng tiên dịu hiền, dáng tiên yêu kiều, tan mối hết thời năm ngất ngây trần gian. Dung ra dung dinh giản hoa thiên lý, dung ra dung dinh giản hoa thiên lý. Cô bé lên non chỉ có một mình, cô bước lên non chỉ có một mình. Lộc tài cô mới ban ra, cô thương hội họp để đã tháng ngày. Ban cho đồng tiệc tốt đùa đầy, công độc cho lắm về đấy câu lại nhiều. Ban cho đồng giải đất sang nhiều, công độc cho lắm lại nhiều hơn xưa. Thanh đồng con sớm phụng thờ, 30 mùng 1 người tứ hôm rằm. 30 mùng 1 hôm rằm 14. Sẽ đoàn thanh giá cơ hội cùng. Vâng, vừa rồi quý vị cùng bà con cô bác được đón xem giá văn Cô bé thường ngàn do đội văn nghệ xã Trung Kinh trình bày. Để chúng tôi vừa ban tổ chức vừa nhận được một lá thư yêu cầu, đó là anh Minh Sao là đệ tử của cô The sẽ lên biểu diễn chương trình Vui Văn Nghệ đêm nay. Xin mời quý vị cùng các bạn thưởng thức. Vâng, đặc biệt là hôm nay rất vui mừng. Vâng, khi đồng thầy của chúng con nhận được vâng bằng bảo trợ do Liên hiệp Hội UNESCO chính thức công nhận cũng như trao bằng, thì xin được gửi tặng tới tất cả quý vị đại biểu cùng tất cả quý vị khách quý, đặc biệt là tất cả bà con cô bác, vâng với một sáng tác dự tiếng của nhạc sĩ
Vâng, Trần Tiến, bài hát Ngẫu Hứng Giao Duyên nói về sự tỏ lòng mến khách yêu người. Đúng là người Bắc Ninh thì vốn trọng chữ tình, đặc biệt là người tuần na quê ta lại vốn trọng giao duyên. Để rồi khách đến nhà là hát, khách uống trà là pha, khách đi xa giữ chẳng cho về, rằng người ơi người ở đừng về. Trước khi quý vị cùng trở lại với vâng bài hát này, xin mời quý vị hãy cùng dành tặng bằng tình cảm một tràng pháo tay thật lớn thật giòn giã được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tuần la quê ta lại vốn trọng giao duyên, để rồi khách đến nhà là hát, khách uống trà là pha, khách đi xa giữ chẳng cho về. Đừng về đêm nay,
Để tiếp theo chương trình Múa Hoa Đẹp Champa do các cô, các bác đội văn nghệ đội đoàn kết toàn dân thôn nhà trình bày. Xin mời quý vị thưởng thức và đón xem. Hoa đẹp Champa đã bao tháng ngày, hoa đây người đây hoa vẫn ngàn cao, thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương. Ơi hoa Champa bao đời em khoe sắc tươi trong vườn, ta bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong vạn mường. Hoa đẹp xinh ơi hay bóng hình ai thiết tha yêu thương, ngạt ngào hương thơm vẫn vương tâm hồn. Sắc hoa đẹp năm thơm ngát làm tôi chăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêu. Ơi hoa trăm ta tuyệt vời ta lan mãi trong tim này, cánh xa phương trời mà hương ngát còn vẫn vương lòng này. Hoa đẹp xinh ơi em chính là tôi mến yêu trọn đời. Hoa đẹp trăm người đây hoa vẫn ngàn cao, thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương. Ơi hoa Champa bao đời em khoe sắc tươi trong vườn, ta bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong vạn mường. Hoa đẹp xinh ơi hay bóng hình ai tiết tha yêu thương, ngạt ngào hương thơm vẫn vương tâm hồn. Sắc hoa đẹp năm thơm ngát nam tôi chăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêu. Ơi hoa Champa bao đời em khoe mãi trong tim này, xa phương trời mà hương ngát còn vẫn vương lòng đầy. Hoa đẹp xinh ơi em chính là tôi mến yêu trọn đời. Hoa đẹp Champa đã bao tháng ngày, hoa đây người đây hoa vẫn ngàn cao, thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương. Ơi hoa Champa bao đời em khoe sắc tươi trong vườn, ta bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong vạn mường. Hoa đẹp xinh ơi hay bóng hình ai thiết tha yêu thương, thơm mát làm tôi chăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêu. Ơi hoa Champa tuyệt vời tỏa lan mãi trong tim này, cánh xa phương trời mà hương ngát còn vẫn vương nồng đầy. Hoa đẹp xinh ơi em chính là tôi mến yêu trọn đời. Hoa đẹp Champa đã bao tháng ngày, hoa đây người đây hoa vẫn hạt thao, thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương. Ơi hoa Champa
tư, trăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm nhiều. Ơi hoa trăm ba tuyệt vời tỏa lan mãi trong tim này. Cánh xa phương trời mà hương ngắt còn vẫn vương nồng đầy. Hoa đẹp xinh ơi, em chính ta tôi mến yêu trọn đời. Hoa đẹp chăm xa đã bao tháng ngày. Hoa đây người đây, hoa vẫn ngạt ngào, thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương. Ơi hoa chăm đời em khoe sắc tươi trong vườn. Đã bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong bàn mưa. Hoa đẹp xinh ơi, hay bóng hình ai điên tha yêu thương. Vời tỏa lan mãi trong tim này. Cánh xa phương trời mà hương ngát còn vẫn vương nồng đầy. Hoa đẹp xinh ơi, em chính là tôi mến yêu trọn đời. Hoa vẫn ngạt ngào, thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương. Ơi hoa trăm ba, bao đời em khoe sắc tươi trong vườn. Ta bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong bàn mưa. Hoa đẹp xinh ơi, hay bóng hình ai điên tha yêu thương. Ngạt ngào hương thơm vẫn vương tâm hồn. Sắc hoa đẹp năm thơm ngát nam tôi, chăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêu. Ơi hoa trăm ba tuyệt vời tỏa lan mãi trong tim này. Xa phương trời mà hương ngát còn vẫn vương nồng đầy. Hoa đẹp xinh ơi, em chính ta tôi mến yêu trọn đời. Hoa đẹp xinh ơi, em chính là tôi mến yêu trọn đời. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất chi là nhiều. Quý vị vừa rồi thưởng thức Hoa đẹp Champa cho đội văn nghệ toàn dân thôn nhà thực hiện. Và tiếp theo chương trình buổi tối giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, cô Tiến Hợi là đệ tử của cô The xin hát bài Em hát cho anh nghe. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức và đón nghe. Hãy subscribe
từ mọi miền tổ quốc, thì anh đang ngày đêm trên chỗ hay đứng canh nơi hải đảo xa. Là em hát anh nghe điệu lý, a lý thương nhau câu hát rằng tình người mộc mạc đôi đứa yêu nhau lời quan họ em hát hát người. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Múa Bông Sen Lời Ca Dâng Bác. Xin mời quý vị và các bạn đón xem.
ai yêu miền ở Nam như tấm lòng của bác. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, câu quan họ người ơi do đội văn nghệ xã Trung Kinh thể hiện, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Câu quan họ người ơi ai hát, tiếng ngân vang như giọt mưa rơi, tiếng chim hót ngọt ngào lành nốt, mà để hồn ai cứ chơi vơi. Rồi anh sang anh thưa cùng thầy mẹ rằng anh xin đón quan họ về, để mỗi sớm để mỗi chiều ngân vang trong lòng cô con họ người ơi. Câu quan họ người ơi ai hát, tiếng ngân vang như giọt mưa rơi, tiếng chim hót ngọt ngào lạnh nót, mà để hồn ai chơi với chơi với. Khi khoan khi nhặt thêm ấm lòng người nghe câu hát.
em vội chào tay. Người ơi, người ơi, dù người ở hay người về, cho anh theo chân đến khâu quan họ, dẫu có dòng sâu, anh xin lưu dài bên nhau qua cầu chẳng sợ gió bay. Người ơi, người ơi, rồi ánh sáng anh thưa cùng thầy mẹ rằng anh xin đón quan họ về, để mỗi sớm để mỗi chiều ngân vang trong lòng cầu quan họ. Người ơi, cầu quan họ. Tiếng ngân vang giọt mưa rơi, tiếng chim hót ngọt ngào lạnh nót, mà để lòng ai cứ chơi vơi, rồi anh sang anh theo cùng thầy mẹ, cầu quan họ. Người ơi, ai hát tiếng ngân vang như giọt mưa rơi, tiếng chim hót ngọt ngào lạnh nót, mà để hồn ai chơi vơi, chơi vơi. Chiều nay anh hát khúc giao duyên thì hoan khi nhạc thêm ấm lòng như miếng trầu em vội trao tay. Người ơi, người ơi, dù người ở hay người về, cho anh theo chân đến khâu quan họ. Đúng là câu quan họ, người ơi ai hát tiếng mưa rơi như hạt mưa xa, tiếng ai hát ngọt ngào nảnh nót, mà để hôn ái chơi vơi, chơi vơi. Các bạn vừa nghe một nhạc phẩm được mang tên Câu quan họ người ơi. Xin các vị một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin rất xin cảm ơn. Vâng, để tiếp theo chương trình buổi tối văn nghệ ngày hôm nay, múa quạt mừng đảng ta câu ca quan họ do các cô bác đội văn nghệ đại đoàn kết thôn nhà trình bày. Xin mời quý vị và các bạn đón xem.
Theo chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đón xem nghe Tương Phùng Tương Ngộ do các cô bác xã Quỳnh Phú trình bày. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức. Thank you.
Vâng. Và ngay bây giờ một chương trình biểu diễn rất đặc biệt. Đấy. Xin mời quý vị chuẩn bị đón xem tiết mục múa tình ca quan họ. Các bạn biết ai sáng tác không? Vâng. Cũng là nhân dịp đón bằng bảo trợ do Liên Hiệp Hội UNESCO tài trợ cho nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The, thì bà cũng có sáng tác một bản hát tình ca quan họ, tiết mục múa lón quay thao do đội văn nghệ đại toàn kết toàn dân thôn nhà. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay trước khi biểu diễn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, tiết mục múa tình ca quan họ xin được bắt đầu. Quan họ ta ơi, đã bao tháng này bởi đây và đây sai đám nồng nhau, thấy vẫn đẹp tươi ngất ngây người ơi. Tình yêu say mê quan họ băng linh đã bao lâu rồi, sáng xuân tuyệt vời mà ta thấy được ở trong hồi quê. Quan họ quê ta, em thích người quê Bắc Ninh tuyệt vời. Quan họ ta ơi, biết bao nhiêu người yêu say lòng tham, ôm ấp tình quê như ôm ấp làn môi trái tim người thương. Ơi duyên xinh xinh, ta nhìn môi em thắm tươi mỉm cười, ngỡ như người tình nhận đến với mình bấy lâu hòa đuổi. Quan họ ta ơi, cùng với người thương tháng năm trọn đời. Quan họ mê say, có đáng dừng say thắm tươi cuộc đời. Quan họ ta ơi, đã bao tháng ngày với đây bà đây say đắm lòng nhau, thấy vẫn đẹp tươi ngất ngây người ơi. Tình yêu say mê quan họ băng linh đã bao lâu rồi, sáng xuân tuyệt vời mà ta thấy được ở trong hồi quê. Quan họ quê ta, em thính người quê Bắc Ninh tuyệt vời. Quan họ ta ơi, biết bao nhiêu người yêu say lòng tham, ôm ấp tình quê như ôm ấp làn môi trái tim người thương. Ơi duyên xinh xinh, ta nhìn môi em thắm tươi mỉm cười, ngỡ như người tình nhận đến với mình bấy lâu hòa đuổi. Quan họ ta ơi, em với người quê Bắc Ninh tuyệt vời. Quan họ mê say, có đáng dừng say thắm tươi cuộc đời. Quan họ ta ơi, đã bao tháng ngày với đây và đây say đắm lòng nhau, thấy vẫn đẹp tươi ngất ngây người ơi. Tình yêu say mê quan họ băng linh đã bao lâu rồi. Thấy được ở trong hồi quê.
quan họ vì ta. Em thích người quê Bắc Ninh tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất chinh là nhiều. Vâng, để tiếp theo chương trình Đêm Vui Văn Nghệ hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức Còn Duyên song ca do các đội văn nghệ xã Trung Kinh trình bày. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Rồi. Còn Duyên kẻ đón người đưa, hết Duyên đi sớm về chưa mặc lòng. Còn Duyên ngồi gốc cây thông, hết Duyên ngồi dốc cây hồng nhặt hoa. Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, để cho thầy mẹ biết đút hoa định ngày.
Và tiếp theo chương trình của đêm văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức Người ơi đến hẹn này về do bác Duy Bình Hải Dương trình bày. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe. Người ơi đến hẹn.
Bây giờ đội văn nghệ đội đoàn kết toàn dân thôn nhà xin gửi tới quý vị một giá văn Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức và đón xem. Thank you.
đẹp quá cô ơi. Con duyên hải xảo mỹ miều xinh tươi, con ra ngoài túi sách ở bên người. Rất nhiều lá thư yêu cầu thì sao? Vâng, đúng hả, thể theo rất nhiều lá thư yêu cầu trên tay tôi bây giờ cũng rất chi nhiều là nhiều các cô các bác các anh các chị còn đăng ký là biểu diễn rất chi là nhiều, nhưng vì thời gian có hạn thế là chương trình văn nghệ kết thúc ở đây, và xin trân trọng kính mời nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The lên có đôi lời cảm ơn với quý vị khán giả hôm nay. À, con xin thay mặt cho bản điện Phúc Lộc Linh rất là vinh hạnh và cũng là vinh dự bao năm mài dùi kinh sử với việc tiên cung tiên thánh, cũng là việc xây đắp cho dân thôn bản hạt được sáng con người, được tươi con của. Trước là ơn nhờ Phật Thánh, con tạ ơn Phật Thánh, sau là cảm ơn các cô các bác ở bên liên hiệp hội các hội UESCO Việt Nam đã có mặt có lời mà cũng là lân quả phúc và cấp bằng bảo trợ cho bản điện Phúc Lộc Linh Tuần La Trung Chính. Chẳng biết nói gì hơn, trước là con cảm ơn đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước đã tạo thế cho họ Trần con, cũng là bản điện con được vinh danh và cũng được cấp bằng bảo trợ. Xin gửi tới các ông các bác đại diện cho cơ quan nhà nước bên liên hiệp các hội UESCO và các cô các bác đại diện cho thể dục thể thao du lịch của Việt Nam, sau gửi lời cảm ơn các bác đại diện cho bên văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, cũng là các cô các bác đại diện cho bên văn hóa của huyện Lương Tài.
và gửi tới các bác cơ quan bên xã, đảng, chính quyền cùng bên công an đã tận tụy với buổi lễ ngày hôm nay, cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn Tuần Na cũng là bách gia trăm họ đã mang thân về để coi chúc mừng bản điện Phúc Lục Linh, và cũng là bản thân con được ghi nhận và sự hiện diện của quý khách gần xa, các ông, các bà, cô, các bác đã mang đến lời ca tiếng hát để chúc cho điện Phúc Lộc Ninh được đông con nhang, được sang đệ tử và cho họ Trần con mát con người, được tươi con của. Cuối cùng chẳng biết nói gì hơn, gửi tới hội các hội văn nghệ một tình đoàn kết trân trọng và cũng là đại đoàn kết mong mãi mãi được bền lâu. Xin cảm ơn các ông, các bác, toàn thể nhân dân và quý khách xa gần một sức khỏe đại phúc đa tài, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cải hung thành cát, cải họa vi tường, cho bát tuyết được hưng long, tứ thời được thịnh vượng và đảo tất thông cho cầu tết ứng. Con xin cầu cho quốc thái được dân an. Dạ, con cảm ơn.